Xin chào chị em chú bác quan tâm kênh Đi Qua Tôi Nè. Hôm nay giới thiệu tặng cho em chú bác một cái cặp để anh em có thể đeo Tết tốt luôn em nha. Chiếc số 1 là chiếc Daniel Müller anh em ha. Chiếc này thì là 6 kim anh em nha. Của Nhật anh em ha. Còn chiếc này là chiếc Elise. Chiếc này là hàng Swiss Made em nha, hàng Thụy Sĩ anh em ha. Rất đẹp luôn. Đầu tiên giới thiệu anh chiếc đầu tiên nha. Mình đẩy lùi tí nha. Đã size nha nè. 41. Luôn núm của nó là 44 anh em nha. Size rất là ổn luôn anh em ha. Chiếc này nó có mấy cái điểm nhấn rất là đẹp anh em ha. Anh em thấy cái niềng anh em ha. Cái niềng và bốn cái vòng tròn nhỏ bên trong á, nó phối màu cà phê, nó kết hợp với cái dial màu xanh nhạt, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Rất là nhẹ nhàng, khá là tinh tế anh em nha. Tất cả đều là thép đúc hết anh em ha. All stainless steel nha. Nó trong nước tới 13, đây là bản limited anh em ha. Limited của Daniel Müller thì nó cũng cực kỳ chất rồi anh em nha. Con này thì mình kéo hết dây ra mình đo thì nó 18 năm nha, cho nên anh em mà tay 17 năm đổ lại đeo thoải mái anh em ha. Mình đo rất là chính xác nha, cho nên anh em cứ đo chính xác là anh em chắc chắn anh em sẽ đeo vừa nha. Đẹp khủng khiếp luôn anh em nha. Chiếc này giá 850 thôi anh em á, rất là dễ chơi nha. Anh em làm một chiếc đeo Tết đó, nó vừa đẹp mà nó lại vừa chất nữa anh em á, cái chất nó chất thép đúc và thép xịn anh em nha. Dây khóa nguyên zin luôn, có chữ Daniel Müller luôn ha. Rất đẹp nha. Lên tay cho anh em xem ha. Anh em mà tay lớn lớn tí nha, anh em tay lớn lớn tí đều bao đẹp luôn ha. Thực ra thì cũng không cần quá lớn nha, lớn tay mình tí thôi, tầm cỡ mình nghĩ là tầm cỡ 16 năm thôi là đeo rất là đẹp rồi ha. Quá trời đẹp luôn ha. Giá 850 thôi, giá anh em đeo Tết rất là tốt luôn em nha. Cái đây thì nó có một vài cái chức năng ChronoWrap như vậy ha. Nó có nhiều cái bộ máy á. Nhiều bộ máy thì nó có cách hoạt động riêng anh em nha. Ví dụ như cái này, chiếc này thì cái kim dây đang là cái anh em, nhiều anh em chơi cơ hay gọi kim gió ha, thì đang là cái kim kim lớn này nha. Đó. Cái kim chính của nó anh em ha. Còn đôi khi á, có những cái mẫu cái kim lớn này nó sẽ là cái kim ChronoWrap anh em nha. Anh em muốn thử là anh em biết ha. Anh em bấm nút trên nè, chiếc nào dừng á là cái chiếc đó là cái kim ChronoWrap anh em nha. Là còn cái kim dây nó vẫn cứ chạy anh em ha. Và tất nhiên giờ nó vẫn đúng anh em nha. Dù cho cái kim rốn nó không chạy anh em ha. Anh em cái nút ở dưới á, nó mấy cái nút này là để mình có cái chức năng ChronoWrap anh em ha. Nó mới nút nút dưới là cái nút reset á. Nó vừa reset về cái vị trí trước đó anh em ha. Nói chung là liên quan tới bấm giờ anh em nha. Đó. Rất là đẹp nha. Anh em mà muốn dùng chức năng bấm giờ thì anh em kéo hai nấc này anh em nha. Anh em kéo, xin lỗi anh em, cái này nó chứ không có lịch ngày cho nên chỉ kéo một nấc thôi. Mà chỉ nó một nấc duy nhất thôi nha. Anh em kéo ra thì anh em nhấn dính vô thì cái này là chức năng ChronoWrap này mình nghĩ là 1/10, thường nó sẽ là 1/10 ha. Thì là nó quay, cứ nó quay này thì cái kim là nhích cái này mà bên này là dây nè ha. Nói chung dễ này mà, nói chung ít xài nhưng mà khi xài thì anh em cứ tìm hiểu thêm thì xài được thôi, nó cũng dễ thôi nha. Limited luôn, bán 850 thôi nha, rất là dễ chơi anh em ha. Daniel Müller. Chiếc số 2, chiếc này rất là anh em sẽ rất là hiếm gặp anh em ha, một chiếc Elise nha, có lịch màu phối chủ đạo của nó là màu xanh lá anh em ha, cho nên mới nhìn vô là anh em mịn mọc chắc chắn là thích rồi ha. Nó là đúng chuẩn Thụy Sĩ cho nên nó làm cực kỳ tinh tế anh em nha, từ cái sợi dây anh em ha. Cho tới cái khóa nha, anh em thấy không? Nó có cái logo của nó anh em nha, cái núm nha. Đó, cái đáy ha. Đầu nó không dập logo, cái dây này là cái dây sản xuất ở Áo anh em nha. Đó. Thì mình có nói khi mình bán mấy chiếc Swatch Suite á thì để đạt được cái tiêu chuẩn Swiss Made anh em ha, thì nó sẽ cái đồng hồ này nó đạt 60% là sản xuất tại Thụy Sĩ anh em ha, thì nó sẽ được chứng nhận là Swiss Made anh em ha. Nhưng mà hình như là bắt buộc cái bộ máy nó là phải sản xuất ở Thụy Sĩ anh em nha. Đó. Dây đẹp lắm, cái này mình rất là thích luôn, nhưng mà nó có một cái như vậy anh em nha. Những anh em nào á, tại vì khi mình ở cái nấc nhỏ nhất á thì nó vẫn lớn hơn cái tay mình anh em nha. Đây, cái nấc nhỏ nhất ha. Đó, thì nó vẫn rộng so với tay mình em á, có nghĩa là anh em nào á, tay 16 hoặc 16 năm đổ lên nha, thì sẽ đeo vừa cái nấc nhỏ nhất nha. Còn nếu mà tay nhỏ hơn thì sẽ gặp cái tình trạng giống như mình ha, nó hơi rộng rộng như vậy, đeo nó không có đẹp anh em nha. Thì anh em mà nhỏ hơn mà thích thì anh em có thể tự bấm một cái dây ngay đây ha, là ok nha. Còn lại nếu mà anh em tay lớn hơn tí đeo đẹp nha, đeo là vừa y luôn. Con này vỏ si thôi nha,
nhưng mà nó rất là chất anh em á. Cái chất si, cái chất kim loại của hàng Thụy Sĩ thì anh em biết nó không phải dạng vừa anh em ha, anh em yên tâm về chất lượng nha. Anh ấy ghi là stainless steel back anh em nha, là vỏ si. Cái dây này anh em thấy, cái dây này nó dập logo của nó này, anh em thấy nó tinh tế không? Cầm lên là anh em thấy cái đồng hồ chất liền nha, nó không phải giống như những chiếc mẫu thời trang bình thường anh em ha, đẹp lắm. Có điều cái này mà mình bấm vô thì nó như mình rất thích, nhưng mà mình bấm vô thì đôi khi nhìn nó không có đẹp nữa, nên em là tay 16 16 năm đổ lên á, mình mua mình đeo nha. Kích thước này thì cái kiểu thể thao này thì nó cũng dễ anh em á, anh em nào thích thì mình đeo thôi ha. Size 36 nha, luôn đúng của nó là 38. Nhưng mình nói cái màu xanh lá này, anh em tìm màu xanh lá này rất hiếm luôn em á, cho nên mấy anh em mình